Giáng sinh. Trong những ngày ấy, ta sẽ cho mọc lên một mầm non. Trong những ngày ấy, ta sẽ cho trổ sinh một đấng công chính để nối nghiệp vua David. Trong những ngày ấy, người sẽ trị vì nước theo lẽ chính trực công minh. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ an cư lạc nghiệp. Trong những ngày ấy, ta sẽ cho mọc lên một mầm non. Trong những ngày ấy, ta sẽ cho trổ sinh một đấng công chính để nối nghiệp vua David. Trong những ngày ấy, người sẽ trị vì nước theo lẽ chính trực công minh. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ an cư lạc nghiệp. Và đây là tên người ta sẽ đặt danh hiệu cho thành, vì Chúa là đấng công chính, nay ơn cứu thoát đã tràn lan. Thành sẽ rạng rỡ kiên vững đến ngàn muôn muôn thế hệ. Đức Chúa là sự công chính, mọi dân mọi nước sẽ kéo đến để hát vang danh người. Mầm non mọc lên sẽ chiếu sáng vinh quang Chúa khắp trần gian. Người sẽ quan cai mọi dân nước ngàn muôn muôn thế hệ. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Trong những ngày ấy, dân khắp nơi gần xa tụ về đây. Trong những ngày ấy, ca hát vang bài ca, thành thánh Thiên Chúa ôi vững bền muôn muôn kiếp. Trong những ngày ấy, người sẽ trị vì nước theo lẽ chính trực công minh. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ an cư lạc nghiệp. Và đây là tên người ta sẽ đặt danh hiệu cho thành, vì Chúa là đấng công chính, nay ơn cứu thoát đã tràn lan. Thành sẽ rạng rỡ kiên vững đến ngàn muôn muôn thế hệ. Đức Chúa là sự công chính, mọi dân mọi nước sẽ kéo đến để hát vang danh người. Mầm non mọc lên sẽ chiếu sáng vinh quang Chúa khắp trần gian. Người sẽ quan cai mọi dân nước ngàn muôn muôn thế hệ. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Mọi dân mọi nước sẽ kéo đến để hát vang danh người. Mầm non mọc lên sẽ chiếu sáng vinh quang Chúa khắp trần gian. Người sẽ quan cai mọi dân nước ngàn muôn muôn thế hệ. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay nữa để chúc mừng Nhật Trường, ca sĩ Nhật Trường và vũ đoàn của Mike Khôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Các bạn đã đến để làm cho niềm vui của Giáng sinh và niềm khao khát mong chờ Chúa đến làm vang lên cái niềm vui và niềm khao khát của tất cả công đoàn.